mùi hương Exlogatry mang tới một trải nghiệm độc đáo ấn tượng, khiến ai tiếp xúc cũng phải bất ngờ. Đó là ngọt ngào, mê đắm. Từ sự cuốn hút của những nhà thám hiểm, với hương đầu là cam bergamot, hương giữa đến từ dừa và hương cuối là đậu tonka. Mùi hương thật trầm ấm ngọt ngào, nhưng lại tươi mát và dễ chịu một cách lạ lùng. Với sự góp mặt của cam bergamot và dừa, mang tới cho người dùng cảm giác tự tin, trẻ trung, nhưng lại rất nam tính, trầm tĩnh, trưởng thành và cuốn hút như một loại vũ khí tối tân. Exlogatry là một nụ cười mịn màng. Exlogatry là một nụ cười mịn, hiền hòa, nam tính và đủ mạnh mẽ để sẵn sàng ăn trái cấm khi cần.